Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương theo sát tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt kịp thời hiệu quả, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội. Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trong tháng 9 phải có báo cáo về phương án xử lý ngân hàng SCB không để chậm trễ hơn nữa. Chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước tập trung xử lý các ngân hàng yếu kém, báo cáo các cấp có thẩm quyền trong tháng 9 năm nay, giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9 phương án xử lý ngân hàng thương mại cổ phần SCB, ngân hàng SCB không để chậm trễ hơn nữa. Ngoài ra, ngân hàng nhà nước phối hợp với Bộ Công an trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề án 06 để có cơ chế chính sách cho vay tín chấp phù hợp, góp phần hạn chế tín dụng đen.